Hello, cảm ơn các bạn đã click vào xem video của Ngân ha. Thì lâu rồi chưa có quay cho các bạn xem về cái dòng Honda của Sonic này á. Tại vì em nói nghe nói là đợt trước bỏ mẫu á, nên là khó có nhập về ha. Thì hôm nay cũng về được chắc cũng hơn chục em á. Thì bên Ngân hiện lên đầy đủ màu sơn 3D cho em nó luôn, để cho tiện các bạn lựa chọn về cái việc mà những người thích phong thủy á. Thì như ở đây Ngân có hai em, trước là em trắng cam đen ha, gọi nó em nói là trắng cam đen với lại là em vàng đen đi ha. Phó cho các bạn như những cái dòng chữ nè, màu đỏ đây như là Sonic nè ha, nó làm điểm nhấn cho cả nhà ha. Dòng xuống đây nó cũng có những cái nha, nói chung là nó phối là các bạn ra cà vẹt màu màu này là màu vàng đỏ đen cũng được nữa. Cái kênh nói chung là có thể ra nhiều màu để cho tiện các bạn sau này mà muốn đổi màu xe nó sẽ dễ hơn ha. Bên này thì nó sẽ có phó như dòng chữ màu cam cho bạn ở đây ha. Thì cái em này, cái bánh của em nó là màu đỏ, nhưng mà không phải là cái cặp mâm độ đâu nha. Cái này là bên Ngân làm mâm zin của em nó luôn, nên là mình không có tốn phí hoặc là mất phí như cái phần đó đâu ha. Thì bên ở dưới này Ngân có như là những cái màu, bên Ngân lên nhiều cái màu gọi là màu tím hot trend này lắm ha. Đó, như các bạn thấy rất là nhiều luôn. Hàng này cũng phải là 5-6 con rồi đó. Tại vì em này bán rất là chạy lên những cái dòng xe như là Winner nè, Satria hoặc là Ad đó, bán rất là chạy nên là Ngân lên cho em nó nhiều ha. Đó, bên này có màu xanh nè. Màu xanh, cái này gọi là màu xanh xi măng á. Những cái màu xanh này á, cứ lên cho các bạn như là cà vẹt xe ga là màu xanh đen. Thì sau này các bạn đổi qua những cái màu giống như là xanh lá hoặc là xanh nước biển cũng đều được. Nói chung là mình không cần phải đổi màu cà vẹt ha. Trong này Ngân có như cái màu này gọi là màu xanh lục bảo á. Còn cái màu hồi trước Ngân có thích cái màu gọi là màu đỏ candy lắm, nhưng mà hiện tại thì không có lên. Nhưng mà nếu các bạn thích thì Ngân sẽ gửi cho các bạn xem qua số điện thoại là 0977753598 ha. Thì cứ nhắn tin đi, Ngân gửi cho các bạn xem. Thì các bạn đặt bên Ngân đặt sơn thì nó tầm phải 3 tới 4 ngày là có thể về màu sơn cho các bạn ha. Còn về giá của em nó, những cái màu sơn 3D này á, hiện tại là 59.500.000. Có liên hệ với Ngân trước sẽ được giảm từ 1 triệu tới 1.500.000 cho cả nhà nha. Còn về cái phần góp trả trước chúng Ngân cao một chút, nó phải tầm 10 tới 12 triệu là có thể lên được hồ sơ và mang xe về cho cả nhà nha. Còn về cái như cái hủ tục góp thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Còn nếu các bạn có bằng lái xe hoặc sổ hộ khẩu hoặc bảo hiểm y tế của công ty thì cứ mang theo giúp Ngân luôn, vì nó nhiều giấy tờ thì nó sẽ dễ đậu hồ sơ hơn cho cả nhà, với lại cái lãi suất nó cũng thấp nữa. Nhớ liên hệ với Ngân trước để được giảm tiền phụ kiện từ 30 tới 70% nè, với lại là được giảm 1 triệu tới 1.500.000 cho cả nhà nha. Cảm ơn ạ.